Hello, thì ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh Dot Working on Toilet. Đó, thì hôm nay là mình dẫn Su đi ra quảng trường chơi. Đó, thì hôm nay là mình mới diện cho Su xong này cả nha. Su đứng đây, đó. Hôm nay là cái bộ đồ mà Su đi chơi, gọi là ngồi quảng trường nha, Su đi thể dục. Là gồm có một cái quần hoa và một chiếc áo cổ lọ. Để anh kéo quần lên đã. Đó, Su rồi anh kéo quần lên. Đó, và kèm theo là một cái đôi dép. Đây mình quay kỹ, một đôi dép màu đỏ nha. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ cho Su biểu diễn giữa một cái đống vườn hoa đây cho cả nhà xem. Nữa là cái bộ đồ đây của Su mặc đi thể dục có đẹp không nha. Ok. Rồi, đi xuống đây luôn. Đi dưới lên luôn. Đây. Đây. Bắt đầu nào. Đấy. Rồi, đi Su. Đi. Đi đi. Tèn 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 đó là có thể nhảy lên 18 bậc cầu thang đây nha. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cho Su biểu diễn thử nha. Đó nè, được thôi, được thôi, giỏi. Ghê chưa? Đây, đó, thì cả nhà thấy không? Ghê chưa? Đó là gọi là lâu lắm rồi Su mới tập lại thôi, nên đâm ra là Su nhảy còn gọi là hơi dở. Chứ chỉ cần mà Su nhảy 2-3 lần là Su nhảy hơi bị ghê. Đây lại lần nữa nha. Đây. Đâu, ngồi đó. Đúng rồi. Đây, đây, Su ngồi đó. Ngồi đó. Ngồi đó. Khi nào mà anh nói nhảy là mình nhảy nha. Đây. Lại. Ngồi đó. Giỏi. Từ từ ơi. Chết. Rồi đứng lên. Đứng lên nè, tiếp tục nè. Đứng lên, rồi nhảy lên. Đó. Ăn gian quá nha. Ăn gian ghê á. Đó. Thì nói chung là hôm nay là giới thiệu sơ với cả nhà như vậy thôi. Còn bây giờ là sẽ tới một tiết mục của Bông. Đó. Thì hôm nay là mình cũng có dẫn em Bông với Bỏng để đi ra quảng trường chơi luôn. Thì em Bông có một cái khả năng rất là đặc biệt luôn. Mà đảm bảo bây giờ mình biểu diễn là cả nhà sẽ ghiền luôn đó. Ok. 5 minutes later. Rồi. Đây nha mọi người, đây là bắt đầu nè, trong đó có hai vận động viên nha. Bây giờ mình sẽ thử hai chiếc giày này ra xe. Thử em nào mà lấy được nha, mọi người coi em Bông chuẩn bị nè. Chuẩn bị đấy. Lê cái gì vậy? Bị né cái gì vậy? Hả? Đây. Đó thì ok cả nhà nha. Thì bây giờ là mình sẽ thử thách Su với Bông bằng cái chiếc dép này nha. Thì mình sẽ đi thiệt là xa ra để xem thử là hai em này có thể lụm được hay không nha. Rồi ok nha. Bắt đầu nha, Su Bông. Rồi. Lụm về nha. Lụm về. Rồi, mày về. Giỏi. Lên. Ghê. Đây, đứng lại đây. Rồi, dừng lại. Nhanh quá. Bông, thả ra, Bông. Đó, thì đây là lần thứ nhất nha. Và bây giờ là lần thứ hai. Mày cầm đi. Mày chạy tiếp rồi. Và đây là lần thứ nhất nha cả nhà. Thì bây giờ lần thứ hai mình sẽ đi xa hơn đó nữa để xem thử là Su có bao có lập được không nha. Mày chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị một máy quay, chuẩn bị sẵn rồi. Sàng. Ngồi đúng. Hai đứa ngồi đúng. Ngồi. Rồi. Giờ nè. Con quay đi, mình chạy không được. Rồi, Bông, về.
Đúng rồi, bắt được á, bắt đi. Thầy giữ đi. Sao mẹ lên nha. Về. Nha, thì ngày hôm nay là mình xin giới thiệu tới cả nhà một cái clip gọi là đi chơi quảng trường của gia đình Xu Xí Sọn. Đó, thì cả nhà mà xem mà thấy vui á thì nhớ like, subscribe, share để ủng hộ cho kênh Dog Walking Antelope ngày càng phát triển nha cả nhà. Thì cả nhà ở những clip tiếp theo. Ok.